đội này thua mà tôi không biết tại sao thua. Tôi không hiểu tại sao đến nỗi tôi còn phải nhường quyền chỉ đạo người khác, tôi còn định lên khán đài ngồi. Nếu mà như thế thì không phải, nếu thế tôi không nói nữa. Nếu bạn nói thế tôi không nói nữa. Trả về sẽ mất bóng được. Nhầm. Mình đến đây mà đội bóng kém đi, mình ở đây làm gì? Mình rút lui đi để đội bóng tốt lên, vì cái đội bóng này mới là quan trọng. Mình cũng là cái gì? Mọi người nói tôi là huấn luyện viên có cá tính, hay có những phát biểu gây sốc. Nhưng tôi nghĩ những cái phát biểu của tôi rất là thực tế trong một trận đấu cũng như là ngoài đường pit cũng như là một giải đấu. Với tôi thì bóng đá luôn luôn là số 1. Bóng đá thế giới hiện tại xuất hiện không ít những huấn luyện viên không chỉ giỏi bày binh bố trận mà lại còn vô cùng cá tính như Jose Mourinho hay là Luis Van Gaal. Và tại Việt Nam cũng có một vị huấn luyện viên rất mát tay nhưng cũng sở hữu một cá tính rất mạnh, đó chính là huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Và chào mừng anh cũng như là quý vị khán giả đã đến với chương trình Bóng đá là số 1. Vâng, như em đã nói từ đầu chương trình rồi thì có rất nhiều người đã đặt cho anh một cái biệt danh. Đấy chính là huấn luyện viên Jose Mourinho của Việt Nam. Vậy anh nghĩ sao về biệt danh này ạ? Thật ra thì cái tính của tôi đầu tiên là rất là cay cú thua. Kể cả buổi đấu tập thôi. Kể cả tôi đi về tôi tham gia những giải đấu gọi lão tướng hay là giao lưu thôi thì tôi luôn luôn là muốn thắng. Em nghĩ là đấy là một cái tính cách rất là phổ biến với những người đã chơi thể thao rồi. Nhưng mà tôi cay cú nó cách nó hơn một chút nữa và mạnh mẽ hơn một chút nữa, máu lửa hơn một chút nữa và nó là cầu thủ trẻ ở với tôi thì tôi không hề bắt tôi không hề muốn họ dừng lại. Kể cả là đối thủ hay hơn thì phải chơi bằng hết tâm huyết của mình, không được dừng lại kể cả thua nhưng phải chiến đấu hết mình. Và tính của tôi là như vậy. Còn đội bạn thua, đội bạn thắng thì mình phải đánh giá đội bạn mạnh hơn chúng ta. Còn nếu kể cả chúng ta có mạnh hơn họ thì tôn trọng họ và đá vào nhiều lưới, bàn thắng vào lưới đối phương, không được phép chủ quan, không được phép chơi một cách mà coi thường đối thủ. Thì đấy là cái tính cách của tôi. Hoặc là có thể là tôi nói những câu nói ở ngoài sân chỉ đạo thì nó cũng mang một tính tấu hài hoặc là một tính vui nào đó. Có thể tôi còn trêu cả trọng tài, tôi trêu cả khán giả, tôi trêu cả đối phương. Rồi tôi lên họp báo thì nó xảy ra những tình huống ở trên sân thì tôi cũng hay nhắc lại. Và kể cả một cái giải đấu nó có những cái gì nổi cộm thì tôi cũng dám chia sẻ. Với tôi thì tôi nghĩ là tôi nói những cái lời nói đó nó không ảnh hưởng đến ai và nó là những cái lời nói mà thực tế ấy. Thì đấy là quan điểm sống của tôi. Trong một cái thời đại mà mạng xã hội rất là phổ biến như vậy, xuất hiện rất là nhiều huấn luyện viên online, vậy là một huấn luyện viên thực tế như anh thì anh có phải nhận những cái áp lực, những cái sức ép từ dư luận, từ mạng xã hội không ạ? Thật ra thì tôi lại có một cái riêng như này này, là tôi không xem mạng xã hội và tôi không bao giờ tôi đăng một cái trận đấu liên quan nào. Facebook của tôi thường nói lên chỉ chơi cái thú chơi của tôi, chơi nghe nhạc, chơi xe, độ xe ô tô. Em còn biết là anh có một bộ sưu tập loa rất là to và đồ sộ. Và đấy đang nói là cái cuộc sống bóng đá, nghĩa là không bao giờ nhắc bóng đá. Và sau cái khi bóng đá rồi thì nghe nhạc, chơi chim, chơi với những chó cưng. Rồi độ xe ô tô, đấy là cái mà thú vui của tôi. Và sau đấy tôi sẽ tập trung vào những vấn đề chuyên môn về đối thủ. Nhưng không bao giờ tôi quan tâm đến cái mạng xã hội nói gì. Và kể cả đọc báo tôi cũng không đọc.